ba kiếp yêu hận. Tập 6. Sao rồi? Mày thay viên đạn chỉ trúng ngay dưới xương bả vai. Cũng may nó còn cách thêm một khoảng nữa, đã lấy ra rồi. Qua cơn nguy kịch chưa? Tôi kể cách thuốc, anh nhất định phải nhìn cô ấy uống. Ban đêm có thể sẽ sốt. Đừng để vết thương bị gì. Xem vượt qua được đêm nay không. Được, anh vất vả rồi. Mời. Ừ. Có phải tôi sắp chết rồi không? Chưa có sự cho phép của tôi, Diêm Dương cũng không dám nhận cô đâu. Vậy xem ra cho dù tôi có chết thì cũng phải xuống địa ngục rồi. Uống thuốc trước đã. Cô cố tình đúng không? Đốc quân lại đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao? Uống đi. Như mộng. Như mộng. Khán giả, Đốc Quân đã dặn không ai được làm phiền cô như bọn dưỡng thương anh. Cho tiểu thư, mời về cho. Đốc quân làm vậy là định hoàn toàn thả tự do cho tôi rồi à? Cùng vậy có khả năng đó không? Một viên đạn đổi lại một cái cùng. Có phải cái giá này đắt quá rồi không? Cảm thấy thiệt thòi. Vậy thì cô muốn đổi cái gì? Mặc dù tôi là ân nhân cứu mạng của anh, nhưng tôi cũng nào dám mặc cả với Đốc quân. Tôi thấy hơi đói. Đói à? Nào. Tôi không nhấc tay lên được. Nóng quá. Như này đỡ hơn chưa? Được rồi. Thế cũng bỏ uống đi. Không ngờ anh ta cũng có lúc dịu dàng thế này. Cẩn thận bụng. Này,
cũng biết chăm sóc người khác đấy chứ. Uống thuốc trước đi. Kể từ giờ Như Mộng sẽ là nha hoàn thân cận của tôi, chỉ phải nghe lệnh của mình tôi. Đãi ngộ của nha hoàn làm việc giặt giày nha hoàn thân cận, chênh lệch xa quá nhỉ. Từ giờ đây sẽ là phòng của cô. Còn thiếu gì không? Để tôi bảo người đi mua. Cái đồ mài lạnh trong nấm này. Ai biết thì coi cô là nha hoàn, ai không biết còn trưởng đanh hồng diệp. Mời một vị Bồ Tát về đây cung phụng. Cỡ không khí trong lành có lợi cho sức khỏe. Cô yếu đuối như vậy từ khi nào thế? Rõ ràng là cô diễn có vấn đề để quyến rũ anh hồng diệp. Cô đứng dậy cho tôi. Dừng tay. Anh hồng diệp, anh xem cô ta đâu có giống một nhà hoàng. Là anh bảo cô ấy ra đây ngồi. Đau lắm mà. Không sao, hơi lạnh chút thôi. Nếu tôi mà có cái áo đàn lồng cáo như của Châu Tiểu Thư, chắc sẽ ấm lắm nhỉ. Cô đưa anh. Anh Hồng Diệp, cô ta đang giải giờ đấy. Thôi vậy, thôi vậy. Cảm lạnh với ho thôi mà, làm sao mà đau bằng bị trúng đạn được. Đưa anh. Trên chiến trường, tôi và Tình Minh đều sinh ra tượng, đều dựa vào sự phục tùng tuyệt đối. Nếu sau này con gặp phải tình huống như vậy, tôi nói gì cô cũng phải nghe, rõ chứ? Đến lúc này rồi, anh đừng giáo huấn tôi nữa. Không phải tôi đang giáo huấn, cứu người không phải lấy một mạng đổi một mạng. Thôi được rồi, Đốc Quân là người hiểu nhiều lý lẽ nhất. Cái đó là đương nhiên. Thank you.
Đốc quân, có chuyện gì? Tra ra rồi ạ. Đốc quân, theo nguồn tin truy xét mấy ngày qua, nhóm người ở Vũ Hội đang ẩn náu ở phía đông thành, tuyệt đối đừng rút dây động rừng. Dân thưa đốc quân, lần này đảm bảo tấm gọn một mẹ. Đúng rồi, chuyện tôi bảo cậu điều tra làm đến đâu rồi? Đã điều tra ra một vài manh mối rồi, hiện đang lần theo manh mối. Điều tra cho tôi hành tung của cô ấy trong 2 năm mất tích, không sót một ngày nào. Rõ. Sức phối, anh là ai? Ai? Đốc quân tha mạng, đốc quân tha mạng. Ai cử mày đến? Anh Hồng Diệp, nửa đêm đào yên đang làm anh lại làm gì thế? Châu tiểu thư, cầu xin cô cứu tôi với. Tôi không quen anh. Châu tiểu thư, cô không thể trở mặt thế được. Chẳng phải cô đã nói chỉ cần tôi hủy hoại dung nhan của Như Mộng, cô sẽ trả hết nợ cờ bạc cho tôi còn gì? Còn cả lần trước, cô bảo tôi chân người đi cũng giết Như Mộng nữa. Cầu xin cô không thể bỏ mặc tôi thế được. Không, đốc quân sẽ đánh chết tôi mất. Anh im đi. Châu tiểu thư, cô không thể như vậy được. Đốc quân, tôi sai rồi. Đốc quân, tôi sai rồi. Đốc quân, đi. Đốc quân, chính cô ta đã sai tôi làm. Đốc quân, là cô ta. Đốc quân, tôi sai rồi. Em còn gì để nói nữa không? Đúng, không sai. Là em làm đấy thì đã sao nào? Con nhà hoàng đó muốn quyến rũ anh. Chẳng qua em chỉ muốn dạy cho cô ta một bài học thôi. Em có tư cách gì mà đòi dạy dỗ nhà hoàng của anh? Anh Hồng Diệp, em là vợ chưa cưới của anh. Ở trong nhà này, em không có quyền làm rũ việc gì sao? Nhà làm chủ. Em ở đây lâu quá nên đảo tưởng mình thành chủ nhà rồi phải không? Anh có ý gì? Tính thời gian thì cũng đến lúc em phải về nhà rồi. Tiêu Hồng Diệp, cha em là đại soái đấy. Anh dám đuổi em đi hả? Trình Minh, đưa cô ấy về. Tiêu Hồng Diệp, anh lại đuổi em đi chỉ vì một con nha hoàn sao? Em nói cho anh biết, em sẽ không để yên cho cô ta đâu. Châu tiểu thư, xe chuẩn bị xong rồi. Để tôi. Đây là thuốc đặc trị vết thương gia truyền của nhà họ Tiêu tôi. Sẽ không để lại sẹo đâu. Đau không? Không đau. Lúc này rồi mà còn tỏ ra mạnh mẽ. Tôi kêu đau thì anh làm gì được?
如何忘却伶仃山林。